Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Chị Khánh Vân ơi, thì sắp tới thì em cần tìm một loại trà ngon ấy, chị có thể giới thiệu cho em được không ạ? Trên tay chị là loại trà Thái Nguyên em nhá. Loại chè Thái Nguyên là một trong những loại chè rất là thơm ngon và đậm vị. Loại chè này thì chị mua ở Bảo Khánh. Mua chè ở Bảo Khánh thì tất nhiên là rất là uy tín rồi. Loại chè này thì chị đang pha ở trong một bộ ấm chén của nhà chị rất là đẹp. Em có thấy đẹp không? Dạ rất là đẹp ạ. Bộ ấm chén này của nhà chị thì là chị mua ở Bảo Khánh. Bộ ấm chén được làm bằng men ngọc cao cấp, rất là đẹp và sáng luôn nhá. Em có thể thấy các họa tiết hoa văn của bộ ấm chén này thì hoàn toàn được vẽ vàng rất là tỉ mỉ và tinh xảo. Họa tiết hoa sen cũng rất là đẹp luôn. Bộ ấm chén này thì nếu mà em muốn đặt mua thì hãy nhanh tay inbox cho Bảo Khánh